Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Cường Hàng Bãi ạ. Hôm nay em có về thêm được rất nhiều đồ nghề Nhật bãi nha bác. Hôm nay thì có chổi than này, đó, chổi than tháo máy Nhật bãi nha bác. Hôm nay có bơm xe này, đó, cuốc xẻng này và một số mẫu búa Nhật bãi nha bác. Hôm nay có thêm rất là nhiều kéo tỉa hàng rào này, đó, kéo các loại rồi bơm mỡ, đó, các loại kìm này, dao rừng nữa nha bác. Đầu tiên là chổi than nha bác. Đầu tiên em lên chổi than này. Đây, hôm nay về được rất là nhiều chổi than luôn. Chỗ này khoảng 5 kg chổi than đấy bác. Chổi than này là chổi than người ta tháo ở máy của Nhật nha bác. Đó, máy khoan, máy cắt này. Máy khoan, máy cắt, máy mài này. Đây. Chổi than này thì nó đủ các kích cỡ luôn này, to nhỏ đầy đủ hết nha bác. Đó, to nhỏ đầy đủ hết. Nhìn rất là đẹp luôn nhá. Đó, đầy đủ hết các loại nhá. Cái này các bác dùng cho máy khoan, máy cắt rồi máy đục, máy mài nhá. Đầy đủ hết đâu bác. Đó, đây để em chổi than này thì em bán 3 lạng 200 nha bác. Đó, 3 lạng này. Đây 3 lạng được rất là nhiều nha bác. Đây. Này bác mua dùng không biết bao giờ hết được luôn này. 3 lạng là 200.000 nha bác. Đó, 200.000 3 lạng chổi than. Chổi than tháo máy Nhật bãi. Ở chỗ này khoảng 5 kg rồi này bác. Đó, rất là nhiều chổi than Nhật bãi này. 3 lạng 200 nha bác. Vào mã đầu tiên hôm nay là mã G1. Đó, mã G1 là một chiếc bơm xe đạp chân nha bác. Bơm xe máy xe đạp này. Đó, chiếc bơm này thì còn rất là đẹp luôn. Đó, nó có một bầu hơi đây nha bác. Đó. Một bầu hơi này. Đó, đây. Đó, hơi của nó ra rất là đều và khỏe luôn nhá. Có chốt gài đây. Các bác không dùng thì có thể gài chốt vào này. Đó, cái đầu bơm của nó thì nó có hai đầu tròn kiểu như này nha bác. Và đây nó có 3 đầu kèm theo này, một đầu bơm bóng này. Đó, một đầu bơm bóng. Và chiếc bơm này thì nó có cả đồng hồ đo đây nhau bác. Đó, có đồng hồ đo này. Đó, một bầu hơi. Nước sơn mạ chưa có bong chóc gì cả. Bơm đạp chân, bơm xe máy xe đạp G1 là 230.000đ. G1 230. Đến mã số G2. G2 là một cái bộ đũa nha bác. Đây, bộ đũa này là của Nhật này. Đũa này là bằng đũa gỗ nha bác. Một bộ này thì nó gồm có 5 đôi đũa này. Đó, 5 đôi đũa. Hàng mới chưa xài nha bác. Chiều dài của chiếc đũa này thì được khoảng 24 cm nhá. Đó, chiều dài 24 cm. Có 5 đôi nha bác, 5 đôi. Đó, có hộp bằng giấy này, rất là đẹp luôn nhá. Đó, hộp giấy chữ Nhật này. Này các bác mua đũa, bộ đũa này về đi tặng cũng được này. Rất là đẹp nhá. Đó, đây có 2 bộ đây. Có 2 bộ này. Đó, 5 đôi đũa của Nhật nha bác. G2 là 90.000 một bộ. G2 90.000 một bộ đũa nha bác. Đến mã số G3. G3 là một cái để sử dụng đánh trứng nha bác. Đó. Cái này hàng mới chưa xài còn nguyên hộp này. Đây. Chiều dài của cái này thì được 20 cm nha bác. Đó, 20 cm. Cái này ở trên phần đầu của nó có cái kiểu như lò xo này. Đó, lò xo để đánh trứng nha bác. Đây có công tắc tắt mở này. Đó. Cái này thì các bác về mua 2 cục pin tiểu lắp vào nhá. Đó. Cái này sử dụng 2 cục pin tiểu lắp vào phần đuôi này. Đó, để sử dụng cái này đánh trứng hoặc là pha cà phê cũng được nha bác. Đó, đánh trứng pha cà phê này. Đó, đầu nó kiểu đầu lò xo như thế này nhá. Đó, có 2 cái đây bác. Đây cái đánh trứng G3 này là 60.000 nha bác, sử dụng 2 cục pin tiểu. G3 60.000 một chiếc. Đó, G3 60.000 một chiếc. Mã số G4 là một G4 là một cái bình đựng rượu nha bác. Đó. Cái bình này thì nó cao được khoảng tầm 13 cm nha bác. Và cái bình này thì thể tích của nó thì được khoảng nửa lít nha bác, nửa lít. Đó, đây, hàng của Nhật này. Của hãng Pocketly Made in Japan này. Đó. Cái này nó làm bằng inox nha bác, inox và bên ngoài người ta có bọc một cái lớp bằng một cái lớp da này. Đó, có bọc một lớp da rất là đẹp luôn nhá. Đó, made in Japan. Đây nó có một cái nắp đậy là bằng nhựa nha bác, bằng nhựa này. Đó, và các bác về có thể đựng rượu hoặc là đựng nước cũng được nhá. Đó, cái này đựng rượu cũng khá là hợp lý đấy. Thể tích của nó được khoảng nửa lít nha bác. Đó, được khoảng nửa lít. Bọc da thì cũng đẹp này.
Chiếc bình G4 này là 150.000. G4 150.000. Mã số G5. G5 là một chiếc xẻng vuông lớn nha bác. Chiều dài lưỡi xẻng là được 29,3 cm. Bản lưỡi thì rộng được khoảng 23,5 nha bác. Bản lưỡi rộng 23,5. Đấy, cây này thì bề mặt lưỡi xẻng còn đẹp này, không có bị rỗ rỉ gì nhá. Đó. Đó, các bác có thể thấy này, hai mặt lưỡi xẻng đẹp nhá. Đây, xẻng này là hàng nội địa Nhật nhá bác, có dấu nội địa này. Đây có logo hình con chuồn chuồn này. Đó. Đây có chữ Japan đây nữa này. Cây này thì cán của nó là cán thép nha bác. Đó. Cái này thì người ta có sử dụng rồi nên là lớp sơn mạ nó cũng bị bong chóc một phần rồi. Đó, tay cầm có trợ lực này. Đây, cái này thì lớp sơn mạ nó bong chóc rồi nhưng mà cái thép của Nhật thì nó rất là tốt đấy bác. Đó, các bác sử dụng thì không biết bao giờ nó bị hỏng được nhá. Đặc biệt là nó không có mòn được luôn này bác. Đây, như sẻng Việt Nam thì dùng nó rất là nhanh mòn nhưng mà các bác thấy sẻng Nhật này. Đó, chất thép nó tốt, nó không thể mòn được luôn nhá. Đó, chiếc sẻng vuông lớn G5 này 260.000. G5 260. Mã số G6 là một cái chiếc sẻng nhỏ nha bác. Sẻng mini. Tổng chiều dài của chiếc sẻng này là được 43 cm và chiều dài lưỡi sử dụng của nó là được khoảng 16 cm. Bản lưỡi thì rộng 8,5. Đó. Đây, cây này thì bề mặt lưỡi sẻng còn nguyên lớp mạ luôn này, chưa có bong chóc gì cả nhá. Đó. Trên cán nó có chữ đây bác. USA này, năm 1990 này. Đó. Tay cầm thì được này, tay cầm người ta bọc một cái lớp lớp này lớp cao su nha bác. Đó. Một cái chiếc sẻng nhỏ về các bác sử dụng trồng hoa, trồng cây cảnh nhỏ ở nhà thì có thể sử dụng cây này thì nó rất là tiện lợi nhá. Đó, xới đất, trồng hoa, trồng cây cảnh. G6 là 170.000. Đến mã số G7. Mã số G7 là một G7 là một cái chiếc bay nha bác. Đó, một chiếc bay xây này. Tổng chiều dài cả cán của chiếc bay này là được khoảng 31 cm và chiều dài lưỡi sử dụng 15,5. Bản lưỡi thì rộng được 13,3 nha bác. Bản lưỡi rộng 13,3. Và cái lưỡi chép này thì lưỡi bay này nó dày được khoảng 2 ly nha bác. Nó dày 2 ly. Cây này thì là hàng chưa sử dụng nhá. Đó, hàng chưa sử dụng, bề mặt lưỡi còn đẹp này. Đó. Chưa sử dụng nha bác, do để ở bãi nên là nó lâu ngày nó ngấm nước nên là nó có một số vết ố thôi. Đó, nó có một số vết ố này. Đó, chưa sử dụng, các bác có thể thấy nhìn thấy các cái phay xước của nó này. Đó. Cái này thì lưỡi và cán là đúc liền nha bác. Đó, lưỡi cán đúc liền. Đây, cán gỗ thì còn rất là mới nhá. Đó, cán gỗ mới nguyên này, còn cả giá của bên Nhật này, 680 yên này. Đó. Tem mác còn nguyên nhá. Đó, các bác sử dụng bay của Việt Nam thì nó cũng rất là dễ bị mòn, bị cong vênh nhá. Mà quả Nhật thì các bác chất thép nó rất là cứng luôn, các bác dùng nó không thể mòn được luôn này. Nó cũng không có mòn được đấy. Dùng rất là lâu dài nhá. Đó, lưỡi cán đúc liền. G7 chiếc bay này là 170.000. Chiếc bay G7 là 170.000. Đến mã số G8. G8 là một chiếc cuốc nha bác. Một cái cây cuốc nhỏ. Cái này chiều dài lưỡi là được 7,5 và bản lưỡi thì rộng được 12,5 nha bác. Và độ dày lưỡi thì nó dày được khoảng tầm 2 ly rưỡi nha bác. Dày 2 ly rưỡi. Đó, cây này về mặt lưỡi cũng còn lớp sơn mạ này. Đây, các bác có thể thấy bề mặt lưỡi còn lớp sơn mạ nhá. Lưỡi cuốc đẹp nha bác. Đó, lưỡi cuốc đẹp này. Đó, cái này lưỡi và cán là cũng đúc liền nhau nhá. Đó, phần lưỡi cán đúc liền này. Đó, phần tay cầm là cán gỗ nhá. Phần cán của nó thì dài được khoảng tầm cái này cán đây đo từ trên đầu nha bác. Cán dài 51 cm nha bác. Cán dài 51 cm. Đó, cán gỗ đẹp chắc chắn nhá. Tem mác còn nguyên này. Đó, cái này thì các bác sử dụng trong gia đình làm vườn ở trong gia đình thì rất là tốt nhá, rất là tiện lợi nhá. Đó, chiếc cuốc G8 thì 180.000. G9 cũng là một chiếc cuốc nhỏ nha bác. Chiều dài lưỡi cuốc là được 12,8 cm và bản lưỡi thì rộng được 7 cm nha bác. Và độ dày lưỡi thì ở trên phần đầu này thì nó dày được 5 ly này. Trên đầu thì dày 5 ly và xuống mỏng dần xuống tới lưỡi này là còn được 2 ly rưỡi nhá. Đây, trên này dày 5 ly nhá. Xuống tới lưỡi là còn 2 ly rưỡi. Đó.
Đây, bề mặt lưỡi cuốc đẹp nhá bác, cũng không có rỗ rỉ gì cả nhá. Đó, nhìn bề mặt lưỡi cuốc đẹp này. Cái này thì cán gỗ cũng còn rất là đẹp chắc chắn nhá. Tem mác còn đây các bác. Đó. Thân cán của nó thì dài được, cái này cán dài 36cm nha bác. Đó, cán dài 36cm, người ta đóng đinh chốt rất là chắc chắn rồi này. Một chiếc cuốc nhỏ G9 180.000. G10 là một chiếc cuốc chim nha bác. Cây này thì tổng chiều dài lưỡi của nó là 23,5cm nha bác. Và chiều dài phần lưỡi cuốc là 10,5. Độ bản lưỡi thì bản lưỡi cuốc là rộng được khoảng 4,8 nha bác. Và độ dày lưỡi cuốc là nó dày được khoảng 4 ly. Đó, dày 4 ly. Cây này thì là một cây cuốc chim này, nó có một đầu cuốc nha bác và một đầu mũi nhọn này. Có một đầu cuốc, một đầu mũi nhọn. Đó. Đẹp nha bác, không có rỗ rỉ gì nhá. Đây, đẹp này. Đó, cán người ta đóng đinh trộn chắc chắn này. Cái này thì một đầu sử dụng cuốc đất này và một đầu này kiểu sử dụng bới đất đấy bác. Đó. Cán gỗ còn rất là đẹp. Cán của nó dài được cái này cán dài 39cm nha bác. Đó, cán dài 39cm. Chiếc cuốc chim G10 này 170.000. G11 là một cái lưỡi cuốc chim nha bác. Lưỡi này thì hàng mới chưa sử dụng nhá. Đó, cái này thì hàng mới chưa sử dụng luôn. Tổng chiều dài của lưỡi cuốc chim này được khoảng 32,5cm. Và chiều dài phần lưỡi cuốc là được 11,3. Chiều rộng của lưỡi cuốc là được khoảng 6cm nha bác. Và độ dày lưỡi cuốc là nó dày 6 ly này. Đó, lưỡi cuốc rất là dày luôn, dày 6 ly nhá. Đấy, cây này thì hàng chưa sử dụng này. Các bác có thể thấy còn nguyên cái lớp sơn mạ xanh luôn này. Chưa có bong chóc gì cả. Đó. Đây, chưa sử dụng nhá. Rất là đẹp nhá. Lưỡi cuốc chim G11 này là 250.000. G12 là một lưỡi cuốc chim lớn nha bác. Đó, cái này là loại lớn luôn. Tổng chiều dài quả lưỡi này là được khoảng 46cm nha bác. Tổng chiều dài 46 và chiều dài phần lưỡi cuốc là được 18,5. Bản lưỡi cuốc thì rộng 6,5 nha bác. Và độ dày lưỡi của nó thì đây ở trên cùng này là nó dày được trên cùng này nó dày được khoảng 12,5 ly này bác. Và xuống mỏng xuống tới lưỡi là nó còn 5 ly nhá. Đó, trên này dày rất là dày luôn này các bác, dày 12,5 ly. Xuống đây thì còn được còn 5 ly nha bác, 5 ly, rất là dày. Đó. Cây này thì cũng gần như là chưa có sử dụng luôn này. Đó, lớp sơn mạ thì nó còn đấy, có cái phần đầu nhọn này thì nó bong tróc một ít thôi. Đó, còn lại thì lớp sơn mạ còn nhá. Đây, tem mác cũng còn ở trên lưỡi này. Đó. Cái lưỡi này thì nó nặng được 1 kg rưỡi nha bác. Đó, đây 1,5kg này. Đó, một lưỡi cuốc chim lớn. G12 là 280.000. G13 là một cái cây đục bê tông nha bác. Tổng chiều dài của cây đục bê tông này là được 38cm. Chiều dài lưỡi sử dụng là 13,5. Bản lưỡi thì rộng 10,5. Và độ dày lưỡi của nó thì nó dày được khoảng tầm 6 ly nha bác. Đó, 6 ly. Đây, cây này thì bề mặt lưỡi nhìn láng o luôn này. Không có rỗ gì luôn nhá. Đó. Đây, bề mặt lưỡi láng mịn nhá. Rất là đẹp. Đây, cái này kiểu như đục lắp máy các bác. Đây, cái phần này thì nó được 17 ly rồi bác. Đó, phần này 17 ly nhá. Và phần dưới này thì được là khoảng tầm gần 13 ly này. Đó, gần 13 ly. Đó, cái này thì các bác có thể sử dụng đục bê tông hoặc là về các bác hàn một cái cán típ vào này. Đó, cán típ, cán sắt vào có thể sử dụng đào đất cũng được này. Đó. Cây đục bê tông G13 này 270.000. G13 là 270. G14 là một cây đục bê tông loại nhỏ nha bác. Cây này là của hãng Mokuba này. Đó, Mokuba Japan này. Tổng chiều dài của cây đục này thì được 18cm này. Và phần lưỡi sử dụng của nó thì rộng được 7,5 nha bác. Sử dụng rộng 7,5 và độ dày lưỡi của nó thì nó dày được độ dày lưỡi dày 5 ly rưỡi nha bác. Đó, lưỡi này rất là dày cứng cáp nhá, dày 5 ly rưỡi. Đó, cái này lưỡi đẹp nguyên nhá. Đó, không có sứt mẻ gì nha bác. Đó, lưỡi đẹp nguyên. Lớp sơn mạ rồi tem mác cũng còn đây. Đó, phần đầu đóng đây cũng đẹp này. Đó, của hãng Mokuba. Đó. Lớp sơn mạ còn rất là đẹp này. Có chiếc đục bê tông G14 này 170.000. G14 là 170. Mã số G15 là một cái cây búa đinh nha bác.
Cái búa này thì là của hãng LS này, đó, có tên hãng LS ở trên đầu búa đây, tem mát cũng còn nguyên, chưa có bong tróc nhá. Tổng chiều dài của cây búa này thì được 40 cm nha bác. Dài 40 cm và chiều dài phần đầu búa là được 12 cm này. Đường kính đầu đóng của nó thì được khoảng tầm 3 cm nhá. Đường kính đầu đóng 3 cm. Đây, cái này thì đầu đóng đinh là đầu tròn này và có những cái vân chống trơn trượt này. Đó. Và trên đầu búa của nó thì có nam châm hít đinh nha bác. Đây có nam châm hít đinh này. Cái này thì đặc biệt là nó có hai đầu chữ V nhổ đinh nha bác. Nó một đầu chữ V nhổ đinh lớn này và một đầu chữ V nhổ đinh nhỏ. Đó, hai đầu chữ V nhổ đinh luôn. Cán của nó là cán thép nha bác. Tay cầm bọc một lớp cao su này. Đó. Cái búa đinh này thì nặng được tổng thể là 700g nha bác. Cây búa này nặng tổng thể 700g. G15 là 220.000. Mã số G16 cũng là một cây búa nha bác. Đây, cây này thì dáng của nó rất là độc lạ luôn này bác. Đây, cây này thì chiều dài đầu búa là được 16,5 này. Đường kính đầu đóng của nó thì được 3,5 nha bác. Đường kính đầu đóng 3,5. Đó. Cây này thì dáng độc lạ này. Lần đầu tiên ra bãi gặp được cái dáng cây búa như thế này nha bác. Đó. Đầu búa đẹp nha bác. Đó, đầu búa người ta sử dụng rồi mà còn đẹp này. Cũng chưa có bị chày nhá, chưa cấn dập gì. Cái đầu búa của nó thì người ta có thiết kế nó sẽ cong về các góc cạnh này bác. Đó, đầu búa đây cái kiểu nó cong kiểu này nha bác. Đó, đầu búa nó kiểu nó cong vậy nhá. Đó, hai đầu thì giống nhau nhá. Nhìn dáng độc lạ này. Phần cán của nó thì người ta cắt ngắn đi rồi này. Đó, người ta cắt cụt rồi, các bác về có thể thay cái cán khác dài hơn nhá. Cái búa này thì nặng được cái búa này thì nó nặng được là 1,2 kg nha bác. Đó, nặng 1,2 kg. Cái này các bác sưu tầm cũng được, rất là đẹp nhá. Nặng 1,2 kg. G16 là 200.000. Mã số G17. G17 là một cái cây búa của hãng Dokju nha bác. Cây búa này, búa đóng đinh của hãng Dokju. Tổng chiều dài cả cán là được 32,5. Chiều dài phần đầu búa là được 13,5 và đường kính đầu đóng của nó là được khoảng tầm 2,5 nha bác. Đó. Đây, cây này thì nó có một đầu vuông để sử dụng đóng đinh này. Đó, đầu đóng đinh thì chưa có bị cấn dập gì cả, chưa chày trượt gì. Các bác nhìn có thể thấy này. Gần như chưa sử dụng nha bác. Đó, và nó có một cái đầu dẹp kiểu này nha bác. Đó, đầu này kiểu các bác sử dụng để gõ xỉ hàn này. Đó, gõ mối hàn nhá. Đó, trên đầu búa này có chữ đóng chìm tên hãng Dokju này. Đó, hãng Dokju. Và cái này thì rất là đặc biệt, người ta có thiết kế một cái lỗ ở trên đầu búa này. Cái lỗ này thì các bác có thể sử dụng nhổ đinh được này. Đó, nhổ đinh được nha bác. Đó, cán gỗ đẹp chắc chắn, tem mác của hãng Dokju đây. Đó, tem mác hãng Dokju. Hãng Dokju thì các bác cũng biết rồi, hãng sản xuất búa rất là nổi tiếng của Nhật nhá. Đó, cái này hàng rèn thủ công nha bác. Đó, đầu búa này rèn thủ công rất là chất lượng luôn. Chiếc búa này thì nặng được 600g nha bác. Nặng tổng thể 600g. G17 là 250.000. Mã số G18 là một cây búa bi của hãng OH. Tổng chiều dài cái này được 35 cm này. Đó, 35 cm. Và chiều dài phần đầu búa là được khoảng 11 cm này. Đường kính đầu đóng của nó thì được khoảng 3,3 cm nha bác. Đường kính đầu đóng 3,3. Đó, đây là một cái cây búa bi cũng thuộc loại tầm búa bi lớn này. Đó, của hãng OH, có tên hãng trên đầu búa đây nha bác, OH này. Đó. Đầu búa thì người ta có xài lướt rồi nha bác. Đó, người ta có xài lướt rồi nhưng mà cũng còn khá đẹp đây nha. Đó, còn khá đẹp này. Đó, đầu bi đây cũng còn đẹp này. Đó, đầu búa này người ta cũng rèn thủ công nha bác, hàng rèn thủ công của Nhật, của hãng OH. Cán gỗ cái này thì cán còn rất là mới luôn nhá. Đó, các bác có thể thấy phần cán của nó mới này. Đó, đầu búa đẹp. Các bác sưu tầm cây búa bi này cũng được đấy. Cái này thì nặng tổng thể là được khoảng 800g nha bác. Cái này nặng 800g. G18 là 230.000. G19 cũng một cây búa bi nha bác. Chiều dài cái này thì được 31,5 này. Và chiều dài phần đầu búa là được 9,5 cm. Đường kính đầu đóng của nó thì được khoảng 2,8 cm nha bác. Đó, khoảng 2,8 gần 3 cm rồi này. Đường kính đầu đóng gần 3 cm. Đó, cây này thì hàng chưa xài nha bác. Của hãng Osaka Tanco này. Osaka Tanco, tem mác còn nguyên trên cán đây. Đó. Đây, đầu búa đẹp nguyên nhá. Đầu bi cũng đẹp. Đó, đây có số hiệu ở trên đầu búa này.
Càn gỗ đẹp chắc chắn nha bác, của hãng Osaka Tanco. Cái búa bi này thì nặng được nặng 600 g nha bác, nặng 600 g. G19 là 180.000. G20. Mã số G20 cũng là một cây búa bi của hãng OH nha bác. Cây này là loại búa bi nhỏ này. Chiều dài cán thì được 29,5 này. Và chiều dài đầu búa là được 8 cm. Đường kính đầu đóng thì được khoảng tầm 2,3 cm nhá. Đường kính đầu đóng 2,3. Họ cũng có tên hãng OH ở trên đầu búa đây. Đó, cái này thì đầu búa nó chưa có bị chày, bị cấn dập gì nhá bác. Nó chỉ có mấy cái vết xước nhỏ thôi. Nó mấy vết xước nhẹ thôi. Nó không có ảnh hưởng gì đâu. Nó đầu bi đẹp này. Đây đầu là đầu 1/2 nhá bác. Đầu 1/2. Cán gỗ đẹp chắc chắn nhá. Có cả tên hãng OH ở trên cán luôn này. Cây búa bi này thì nặng được, nó nặng được khoảng tầm gần 400 g nha bác. Nó khoảng 3 lạng 7 ấy. Nó khoảng 370 g. Gần 400 g đấy. Nó nhỏ gọn này, cầm nó rất là nhẹ nha bác. Các bác sử dụng trong gia đình rất là tiện lợi này. Đó, G20 cái này 150.000. G21 là một cái cây búa gò nha bác. Đó, cây này cũng của hãng OH này. Chiều dài cán của cây này là được 41,5 cm, 41,5. Chiều dài đầu búa là được 11 cm này. Đường kính đầu đóng của nó thì được 1,5 cm nhá. Đó. Cũng có tên hãng OH trên đầu búa nha bác. Có tên hãng OH này. Đầu búa đầu đóng này đẹp nhá. Đó. Đầu búa này thì các bác có thể sử dụng đóng mấy cái loại đinh nhỏ được, khoảng đinh đinh 1, đinh 2 gì đấy, mấy loại đinh nhỏ nhá. Và nó có một cái đầu mũi nhọn này. Đầu mũi nhọn thì các bác sử dụng để gõ mũi xỉ, mũi hàn gì đấy nha bác. Gõ xỉ, gõ hàn này. Gõ vào mấy cái góc cạnh đó, nó rất là dễ sử dụng nhá. Để gõ mũi hàn. Đó, đây cũng đầu 1/2 này. Đó, cán gỗ cũng còn đẹp chắc chắn. G21 cái này là 150.000. G21 150.000. G22 là một cây búa bát giác nha bác. Chiều dài cán của cây này là được 29,5. Chiều dài phần đầu búa là được chiều dài đầu búa là được khoảng tầm 10,3 cm nhá. Và đường kính đầu đóng là được khoảng 3,5 nha bác. Đường kính đầu đóng của nó là 3,5 này. Đó. Cây này thì đầu búa đẹp này bác, gần như chưa sử dụng luôn nhá. Đó, cũng chưa bị có cấn dập hay chày trượt gì nhá. Hai đầu đẹp nguyên này. Đó, các bác có thể thấy hai đầu búa đẹp nguyên nhá. Đó, trên cán ở trên đầu người ta có kiểu như đổ keo rất là chắc chắn rồi các bác. Cán zin luôn nha bác, cán mới nguyên này. Đó. Cái búa này thì nặng tổng thể là được nặng tổng thể cả cán là khoảng tầm 1,2 kg nha bác. Đó. Cả cán là 1,2 kg. Một cái cây búa bát giác G22 là 200.000. G22 200. Tiếp đến đó là mã số G23. Đến mã số G23 là G23 là một cái cây kéo tỉa hàng rào nha bác. Cây này thì phần lưỡi sử dụng của nó là được lưỡi kéo sử dụng được khoảng tầm 15 cm nha bác. 15 cm và cán gỗ thì dài được 44 cm này. Đó, cây này gần như là kéo hệ luôn này bác. Đó, gần như kiểu kéo hệ nhá. Bề mặt lưỡi kéo thì có những cái vân vân chấm bi nhỏ li ti này. Đó, có vân chấm bi rất là đẹp nhá. Và đặc biệt thì người ta có đây, người ta có thiết kế một cái rãnh ở phần lưỡi đây bác, để cái này khi các bác cắt tỉa lá cây này, cắt tỉa cành thì nó sẽ chống trơn trượt nhá. Cái phần này nó sẽ bấu vào cành nhá bác. Nó bấu vào cành để nó chống trơn trượt đấy. Nó gần như cái mấy loại kéo hàng cao cấp, hàng hệ người ta mới làm cái kiểu này đấy bác. Đó đây. Đó, nó có một cái rãnh ở lưỡi này. Đó, lưỡi thì zin nguyên này, sắc bén nhá. Nó không có rỗ để gì cả. Đây, hai mặt rất là đẹp. Hai mặt của nó đều có vân chấm bi nha bác. Vân chấm bi. Và ốc chốt của nó là ốc rời này. Các bác có thể tháo ra và mài lưỡi kéo được nhá. Đó, cái này thì cán gỗ còn mới nguyên này. Đây, tem mác còn chưa bong chóc gì cả. Đó, tem mác rất là đẹp. Đây, Japan này. Đó, cán gỗ mới này. Cái này các bác có thể sử dụng tỉa hàng rào cũng được, mà sử dụng cắt cành trên cao cũng được nhá. Lưỡi kéo có một cái bọc nữa nha bác. Đó, lưỡi kéo bọc không sử dụng, các bác có thể cho lưỡi vào trong bọc, nó có thể bảo vệ lưỡi kéo nhá. Nó bảo vệ lưỡi kéo, có chốt gài đây.
Cây này mấy bác mua sưu tầm được này, rất là đẹp luôn nhá. Cỡ 23 cái này là 350.000. 23 350.000. G24 cũng là một cây kéo tỉa hàng rào nhá bác. Chiều dài lưỡi sử dụng cây này được 15 cm này. Và cây này cán cũng dài 44 cm nhá, khoảng 44 cm. Đó, cây này bề mặt lưỡi kéo cũng đẹp nhá. Đó, bề mặt lưỡi kéo đẹp này. Lưỡi sắc bén nhá bác. Đó, lưỡi sắc bén. Ốc chốt của nó cũng là ốc rời này. Và cái này trên bề mặt lưỡi thì nó có mấy cái những cái đường kẻ sọc kìa bác. Đó, đường kẻ sọc cũng rất là đẹp luôn nhá. Đây, hai mặt đều có những cái đường kẻ sọc này. Đó, lưỡi thì rất là bén đấy. Không có rơ nắc gì cả. Cán gỗ đẹp chắc chắn này. Tem mác cũng còn chưa có bong chóc nhá. Đó, cái này nhìn cũng còn rất là mới rồi bác. Đó, lưỡi kéo cũng có bọc mà một mặt là mặt nó có da này. Đó, chốt gài đầy đủ nha bác. Đó, chốt gài đầy đủ. Có chốt gài. Cái này rất là mới. G24, cái này là 270.000. G24 270. Mã số G25 cũng là một cây kéo tỉa hàng rào nữa. Chiều dài lưỡi sử dụng cây này là được 10 chiều dài lưỡi sử dụng của nó được khoảng tầm 14,8 cm nha bác. Đó, 14,8. Và cây này thì cán gỗ nha bác, cán cũng dài được 45 cm nhá. Cái này cán dài 45 cm. Đó, bề mặt lưỡi kéo cây này thì rất là đẹp nhá. Lưỡi còn zin nguyên nha bác. Và cái này là lưỡi kéo hai lớp thép này. Đó, các bác có thể nhìn thấy rõ được hai lớp thép ghép luôn nhá. Đây, hai lớp thép này. Và bề mặt lưỡi thì nó có những cũng có những cái vân đường kẻ sọc nha bác. Đó, cây này thì lần đầu tiên gặp cái cây nhìn nó có cái vân đường kẻ sọc này kiểu này nha bác, rất là đẹp nhá. Đó, hai mặt này. Hai mặt lưỡi kéo láng mịn luôn, không có rỗ rỉ gì cả. Hai mặt đều có vân. Đây, và cái kiểu dáng lưỡi ở phần sát cán này người ta có uốn cong hai bên này các bác, nhìn nó dáng rất là đẹp luôn nhá, độc lạ này. Đó, cán gỗ đẹp tem mác còn cả giá Nhật ở giá bên Nhật luôn này các bác, giá mới này 4.800 yên này. Cái này giá mới của nó thì khoảng tầm 800.000 tiền Việt mình thôi các bác, nó rất là đắt luôn nhá. Đó, khoảng 800 luôn đấy. Đó, sử dụng tỉa hàng rào cũng được mà cắt cành trên cao cũng được. G25 cái này là 300.000. G25 300. G26 cũng là một cây kéo tỉa hàng rào. Một cây kéo tỉa hàng rào cán nhôm nha bác. Chiều dài lưỡi sử dụng cây này là được chiều dài lưỡi sử dụng nó 15 nha bác, cũng 15. Cán dài 43,5 nha bác. Cây này thì hàng chưa sử dụng nhá. Đó, hàng chưa sử dụng này. Trên bề mặt lưỡi còn nguyên lớp sơn mạ đen này. Đó, chưa sử dụng nha bác, tại do để ở bãi nó ngấm nước nên là bề mặt lưỡi thì nó có một cái số vết ố nhăm nhăm nếu bác. Đó, các bác về có thời gian thì có thể đánh nhám thêm cho cái lưỡi này nó đẹp sáng đẹp ra nhá. Đó, em có vệ sinh lưỡi rồi. Đó, nhưng mà nó vẫn còn mấy cái vết ố nhăm nhăm đây, không ảnh hưởng gì nha bác. Đó. Bề mặt lưỡi cây này nó có cả rãnh này bác này. Đó, nó có rãnh trên bề mặt lưỡi này. Đó, bề mặt lưỡi đẹp. Lớp sơn mạ còn nguyên luôn. Đó, cán của nó là cán nhôm nha bác. Cán nhôm thì cái này cán nhôm nó không có bị móp méo gì nha bác, không có móp méo cong vênh gì cả nhá, đẹp nguyên nhá. Tại em lấy hàng thì em có kiểm tra kỹ hết rồi. Đó, phần tay cầm cũng liền lạc đẹp này. Đó, một cây kéo tỉa hàng rào cán nhôm rất là mới luôn, tem mác chưa bong chóc gì cả. G26 cái này là 250.000. G27 cũng một cây kéo tỉa hàng rào. Cái này kéo tỉa hàng rào loại nhỏ nha bác. Chiều dài lưỡi sử dụng cây này là được 13 cm nha bác. Đó, khoảng 13 cm. Đó, cây này thì cũng còn rất là mới nhá. Đó, các bác có thể thấy bề mặt lưỡi kéo thì còn nguyên cái lớp sơn mạ đen này, cũng chưa có bong chóc gì cả. Đó. Đây, hai mặt đẹp nguyên nha bác. Đó. Lưỡi thì cũng còn zin nguyên nhá, rất là bén nhá. Đó, lưỡi rất là bén luôn. Và cây này thì ở phần lưỡi đây, ở phần lưỡi sát cán này người ta có thiết kế kiểu nó cong xuống này các bác. Đó, cong thì cái bác cắt tỉa nó rất là tiện lợi luôn này. Đây. Người ta kiểu uốn rèn người ta rèn thủ công mà rèn nó theo kiểu đường cong này các bác. Nó cong cái lưỡi ở phần này nhá. Đó, có lò xo trợ lực này, có chốt gài đầy đủ nhá. Đó, lò xo trợ lực chốt gài. Đây. Có lò xo trợ lực thì khi các bác cắt thì nó rất là nhẹ nhàng nhá. Đó, nó sẽ tự động nó đẩy ra đẩy vào. Đó, cán gỗ cũng còn mới nhá. Tem mác còn nguyên luôn.
Cái này cán thì dài được 28,5 nha bác. Cán dài 28,5. Đó. G27 cái này là 220.000, G27 220. Mã số G28. G28 là một cái cây kéo tỉa nha bác. Đó, cây kéo tỉa này thì lưỡi kéo rất là dài này. Đó. Tổng chiều dài của cây kéo tỉa này thì được khoảng tầm tổng chiều dài cả lưỡi và cán là 34 cm. Chiều dài lưỡi sử dụng là 15 nha bác. Nó lưỡi rất là dài, dài 15 này. Đây, và có chữ ở trên bề mặt lưỡi nha bác. Đó, made in Japan này. Made in Japan. Cái này thì lò xo của nó là lò xo chữ V nha bác, và chốt gai đầy đủ này. Đó, bề mặt lưỡi lớp sơn mạ còn chưa bong tróc gì cả, lưỡi rất là bén. Đó. Đây, ốc chốt là ốc rời này. Đó, con ốc rời nhá. Và cán của cái này là cán thép nha bác. Cán thép người ta có phủ một cái lớp sơn màu đen lên đây không bác? Đó. Mấy bác chơi cây hoa rồi chơi cây cảnh ở nhà thì có thể sử dụng cây này cắt tỉa này. Đó, cắt tỉa lá lưỡi rất là dài. Cắt tỉa nó cũng tiện lợi, nó dễ dàng hơn đấy. Đó, một cây kéo tỉa G28 là 220.000. Mã số G29 là một cây kéo cắt cành nha bác. Cây này thì chiều dài của nó là 21 nha bác. Dài 21. Đó, đây thì cũng trên bề mặt lưỡi cũng có cái tên kiểu tên hãng này bác. Đó, Aira gì đây. Đó, chữ Aira gì đó bác. Đó. Đây, cây này thì cũng rất là đẹp nhá. Phần tay cầm thì người ta có bọc một cái lớp cao su này. Một bên màu đỏ và một bên màu xám nha bác. Bọc lớp cao su bên đỏ bên xám. Đó, cái chốt gài thì đây người ta thiết kế ở phần trên này nhá. Đó, chốt gài thiết kế ở phần trên này. Lưỡi kéo sắc bén nha bác. Đó, lưỡi rất là bén. Đây có lò xo rồi. Phần chốt gài thường thường kéo cành hay làm ở dưới này, nhưng mà cây này thì người ta thiết kế ở phần trên này này. Đó, các bác đẩy lên đẩy xuống là mở ra mở vào lưỡi kéo nhá. Một cây kéo cắt cành G29 150.000. G29 150.000. G30 là một cây kéo cắt cành cán gỗ nha bác. Chiều dài của cây kéo này thì được 22 cm. Cây này là cây kéo cắt cành mà người ta thiết kế cán ốp gỗ hai bên này bác. Đó, có ốp gỗ hai bên này. Và ba đinh chốt là bằng đồng nhá, rất là chắc chắn nhá. Đó, ba đinh chốt đồng. Và cái phần chốt gài của nó thì cũng ở bên trên này nha bác. Đây có một cái chốt gài nhỏ ở đây nhá. Đó, cái chốt gài nhỏ ở đây này. Đó, lò xo ruột gà đầy đủ. Lưỡi kéo bén nha bác. Đó, lưỡi này bén, rất là bén luôn đấy bác. Bề mặt lưỡi đẹp này, cũng không có bị rỗ hay là rỉ sét gì. Đó, bề mặt lưỡi nhìn mịn màng luôn nhá. Lưỡi rất là bén luôn. Nhìn cán gỗ thì mấy cây cán gỗ này rất là đẹp đấy bác. Có cả chốt đồng luôn đấy. Đó. Cái cắt cành G30 này là 220. G30 220. Mã số G31 là một cái cây kéo tỉa răm nha bác. Cây kéo tỉa răm này thì nó của hãng là Chikamasa nha bác. Đây có tên hãng ở trên cán này. Chikamasa Japan này. Đó. Tổng chiều dài cả cán của cây này thì được 19 cm này. Và phần lưỡi kéo sử dụng thì được khoảng tầm 4,8 nha bác. Lưỡi kéo sử dụng 4,8. Đây trên bề mặt lưỡi kéo thì có hình con chim bồ nâu này. Đó, hình chim bồ nâu này, made in Japan này. Đó, made in Japan. Đó, đây có số hiệu M-6 nữa này bác. Đó, số hiệu M-6. Lưỡi kéo đẹp nha bác, lưỡi sắc bén nhá. Và trên bề mặt lưỡi thì cũng còn cả lớp sơn mạ đây. Đó. Cái này các bác sử dụng tỉa răm rất là tốt này bác. Đó, kéo hàng, cái hàng của hãng Chikamasa này thì cũng rất là chất lượng nha bác. Cán này là cán nhựa này, nhựa đúc nha bác. Đó, nhựa đặc luôn nhá. Nó rất là bền đấy, nó không như kiểu mấy cái loại nhựa kia đâu. Đây trên cán cũng có logo hình con chim bồ nâu này. Hình chim bồ nâu. À, kiểu như cái này hình chim bồ nâu này biểu tượng của cái hãng này sao bác. Đó. Chikamasa Japan. Cái kéo tỉa răm G31 này là 150.000. G32 là một cây kéo cắt tôn nha bác. Đó, cây kéo cắt tôn này thì dáng rất là độc lạ luôn nè bác. Đó, dáng độc lạ, đây người ta thiết kế này. Các bác có thể thấy này. Từ trên lưỡi mà nó hoàn nèo hình lượn sóng này. Đó, cái kéo này dáng hình lượn sóng nhá. Nó nhìn dáng độc lạ luôn. Tổng chiều dài của cây kéo này thì được khoảng 23,5 nha bác.
và chiều dài lưỡi sử dụng thì được 5,5. Chiều dài lưỡi sử dụng 5,5. Đây có chữ Nhật đóng chìm ở trên cán đây nha bác. Đó. Lưỡi kéo thì zin nguyên nhá, không xước mẻ gì, lưỡi rất là bén luôn nhá. Đây khít này. Đó, các bác có thể thấy khi hai lưỡi nó khi cắt xuống thì hai lưỡi nó khít vào nhau này, không có bị hở hay rơ lắc gì đâu. Đó. Nhìn người ta thiết kế dáng mà người ta rèn mà cây kéo mà nó lượn cong hình lượn sóng luôn này bác. Đó, nó cong hình rèn hình lượn sóng được luôn này. Bác sưu tầm cũng được nhá. Đó. Cái kéo cắt tôn G32 này là 170.000. G32 170. Số G33 cũng là một cái cây kéo cắt tôn. Tổng chiều dài của cây kéo cắt tôn này được 26,5. Chiều dài lưỡi sử dụng là được khoảng tầm 6,3 nha bác. Đó, chiều dài lưỡi sử dụng khoảng 6,3. Đó, cây kéo cắt tôn này thì hàng cũng còn rất là đẹp nhá. Đây các bác có thể thấy lưỡi kéo này. Lưỡi cũng còn nguyên bản luôn nhá. Zin nguyên nha bác. Đó, khi cắt xuống này nhìn khít nhá. Lưỡi không xước mẻ gì đâu nha bác, rất là bén nhá. Đó. Cái này thì cũng có hai mặt chữ này. Đó, hai mặt đều có chữ và phần cán thì lớp sơn mạ cũng còn. Đó, cái kéo cắt tôn này thì nó cũng là hàng rèn thủ công của Nhật nha bác. Nó hàng rèn thủ công của Nhật. Đó, nên là các bác cắt tôn thì nó rất là bén nhá và nó bền nhá. Đó. G23, cái này là 200.000. G23 200. Mã số G33 nha bác. Cái này là G33 nha bác. G33 là 200. Mã số G34. G34 là một cái cây bơm mỡ của hãng Yamada nha bác. Có tên hãng đóng chìm này, Yamada Made in Japan. Cây bơm mỡ này thì hàng chưa sử dụng nha bác. Đó, người ta về cái lô hàng đổ ra là hàng chưa sử dụng luôn. Đó, còn mới nguyên này. Đó, này thì nó cũng bị ngấm nước nên nó nhìn cái này nó bị oxy hóa thôi nha bác, chứ không có ảnh hưởng gì đâu, chứ hàng chưa xài nhá. Đây cái ống bơm mỡ mà còn nguyên trong bọc đây nhá. Đó, lấy về còn nguyên bọc đây. Đó. Hàng mới chưa xài của hãng Yamada Made in Japan. Một cái bơm mỡ bò G34 là 220 nha bác. G34 220. Mã số G35 cũng là một cái cây bơm mỡ bò nha bác. Cây này thì hàng cũng còn rất là mới này. Đó, cây này nó không rỉ luôn này, sáng đẹp nhá. Đó, nhìn sáng trắng đẹp luôn này. Có cái phần trên phần tay cầm này thì nó bị chóc một ít xi mạ ở đây thôi. Đó, còn lại tổng thể là lớp xi mạ sáng đẹp, chưa bong chóc gì nhá. Còn sử dụng tốt nha bác. Đó, còn sử dụng. Đây có chữ HOC này. Đó, tem mác cũng còn ở trên ống bơm này. Đó, chiếc bơm mỡ G35 này cũng là 220.000. G35 220. G36 là một cái cây cưa gấp nha bác. Cây này cũng hàng chưa sử dụng này. Đó, còn mới nguyên nhá. Chiều dài lưỡi sử dụng của nó là được 17 cm. Bản lưỡi thì rộng được 3,5 nhá. Và cán của nó thì dài được cán dài 22 nha bác. Đó, phần cán gỗ dài 22. Đó, cái này hàng mới chưa xài đâu các bác. Đó, lưỡi thì đẹp nguyên nhá. Lưỡi nó chỉ có dính một cái số vết ố vết bẩn này ở đây thôi. Đó, răng cưa thì còn rất là bén luôn. Lớp sơn mạ còn nguyên này, chưa xài. Của hãng, cái này của hãng Topman này. Đó, Topman. Mới nguyên nhá. Các bác sử dụng cây này cưa gỗ, cưa cành đều được nhá. G36 cái này 140.000. G37 là một cái cây cũng là một cây cưa gỗ cưa cành nha bác. Cây này cũng là hàng mới nhá. Đó. Bữa nay thì về được rất là nhiều hàng mới rồi bác. Đó, em lựa gần như hàng mới này, rất là đẹp. Đây các bác có thể thấy này. Cây cưa này là cưa hai lưỡi nha bác. Nó có hai lưỡi này, hai cạnh lưỡi. Một bên là lưỡi thưa này và một bên là lưỡi dày này. Đó. Đây có tên hãng trên bề mặt lưỡi đây bác. Của hãng Razosau Japan gì đây này. Đó, có chữ Japan đây. Đó, hàng chuẩn Nhật luôn nha bác. Hàng mới chưa xài luôn đấy. Phần tay cầm bọc lớp cao su này. À, tay cầm này là nhựa nha bác. Đó, phần tay cầm này là nhựa. Đó, tay cầm là nhựa. Đó, cây này các bác sử dụng cưa gỗ nhá. Cưa gỗ hoặc cưa cành đều được nhá. Đây. Đây có hình ảnh người ta cưa cái miếng gỗ này hả bác. Đó. Lưỡi cưa thì được bảo vệ ở trong một cái bọc đây bác. Đó. Còn nguyên ở trong cái bọc này. Đó, trong cái bọc. Và đây nó có một cái khóa để khóa lại này. Khóa kéo xuống nha bác.
Đó, cưa còn mới nguyên nhá. G37 cái này 150.000. Đến mã số G38. G38 là một cái bộ mũi khoan tháp nha bác. Bộ mũi khoan tháp này thì nó gồm có là 5 mũi khoan tháp này. Đó, nó có các đầy đủ các thông số ở trên từng mũi khoan rồi này. 1/4 gạch 1 gạch 3/8 này, 3/16 gạch 7/8. 1/4 gạch 3/4 này. 1/8 gạch 1/2 và 3/16 gạch 1/2. Đó, 5 mũi đủ các kích cỡ to nhỏ khác nhau nhá. Đó. Và bộ này thì người ta bữa nay có thêm được một cái cây lấy dấu tự động này bác. Đó, một cây lấy dấu tự động nhá. Nó đi kèm với cái bộ mũi khoan tháp này luôn nhá. Đó, bên trong này có một cái lớp xốp này. Và cái hộp của nó là bằng hộp nhôm nha bác. Đó, hộp nhôm cũng rất là đẹp, có chốt gài ở bên ngoài. Đó. Một bộ này là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu nha bác. Đó, một bộ G38 này là 280.000. G38 280, hàng chưa xài nhá. Và số G39. G39 là một cái bộ mũi khoan sắt nha bác. Bộ mũi khoan sắt này thì nó bị thiếu mất một cây nha bác. Đó. Nó bị thiếu mất một cây 1.5 này. Đó, nó còn lại là cây 2 này, 2.5, 3, 3.2, 3.5 này, 4, 4.5, 4.8, 5 này, 5.5, 6 và 6.5 nha bác. Đó, cái này hàng cũng chưa sử dụng này, còn đẹp nguyên nhá. Đây thì bộ này nó cũng đi kèm một cái cây này, có một cái cây này kiểu như cây lấy dấu ấy bác. Cây này cũng giống kiểu cây lấy dấu này. Đó. Tính ra là bộ này là nó được là 2, 4, 6, 8, 10, 12 mũi nha bác. Bộ này đáng lẽ nó là 13 mũi đấy, mà nó bị rớt mất một cây 1.5 rồi, nó còn 12 mũi. Nó còn 12 mũi nha bác. Đó, các bác lưu ý nó mất một cây 1.5 rồi đấy. Bộ mũi khoan sắt G39 này là 220.000. G39 220. Mã số G40 là một cái cặp cảo chữ C của hãng Super nha bác. Đây, cặp cảo này của hãng Super này. Đây, có tên hãng nhá. Đó. Hãng Super, dòng sản phẩm là BC75 này. BC75. Đó, bên này thì có chữ Japan này. Đó, một bên có tên hãng và một bên này có chữ Japan này. Đó, chữ Japan. Đó, cặp này thì nhìn rất là mới nha bác. Gần như là hàng mới nguyên luôn này. Đó, lớp sơn mạ nhìn đen thui thủ nùi luôn. Còn nguyên lớp sơn luôn này. Chưa bong chóc gì cả. Đó, rất là đẹp. Cái cặp cảo này thì đây, ốc vặn thì còn rất là trơn tru nhá, không có kẹt cứng gì nha bác. Đây, để em đo cái phần miệng của nó xem nó được bao nhiêu. Cái này hình như là nó đây, cái miệng kẹp này thì nó có thể kẹp tối đa là được khoảng tầm 8 cm nữa bác. Đó, kẹp tối đa là 8 cm nhá. Đây, phần miệng kẹp đây các bác, phần đế kẹp đây đẹp này. Đó. Có những cái vân có những cái đường sọc sọc đây này. Đó. Khi các bác kẹp thì nó cũng không có bị trơn trượt đi nhá. Đó, người ta thiết kế những cái đường những cái rãnh rãnh nhỏ đây này. Đó, khi bác kẹp đồ thì nó không có bị trơn trượt đi. Đó. Này thì các bác có thể sử dụng kẹp dao, kẹp kéo rồi sử dụng mài nhá. Đó, để mài hay là bác thích kẹp gì thì kẹp nhá. Đó, một cặp cảo chữ C. Nó cũng khá là nặng đấy bác. Đó, cặp này nó cũng khá là nặng đấy. Của hãng Super nha bác. G40 là 330.000. G40 330 một cặp cảo chữ C của hãng Super. G40 330. Mã số G41. G41 là một cái chiếc Eto mini nha bác. Đó, một cái Eto Eto nhỏ này, Eto mini. Chiều dài của cái Eto này thì được khoảng tầm 10.5 cm. Đây, và cái phần miệng kẹp của nó thì rộng được miệng kẹp nó rộng là 5, miệng kẹp rộng khoảng tầm 5.5 cm nha bác, rộng 5.5. Đó. Đây, nó có cái phần này phần tay cầm này là nó phần cái ốc vặn này nó bằng nhựa nha bác, và cái Eto này thì này nó bằng nhôm nhá. Nó tổng thể nó bằng nhôm. Nó có 4 cái lỗ này bác. 4 cái lỗ này thì các bác để bắt vít vào một cái miếng gỗ ấy là bắt vít vào bàn nhá. Đó, bắt vít vào bàn được. Để các bác kẹp đồ nhá. Đó. Nó bằng nhôm thì nó rất là nhẹ đấy, các bác cầm nó rất là nhẹ luôn nhá. Nó cũng khá là dễ sử dụng đấy. Nó nhỏ gọn này thì các bác cho vào túi xách rồi
hay cho vào thùng đồ nghề gì đấy nó cũng tiện lợi này. Đó, hoặc là cho vào cốp xe, cái này cho cốp xe cũng vừa luôn này. Vừa cái cốp xe luôn đấy các bạn. Cái Eto Mini G41 này là 100 nghìn. G41 100. Mã số G42 là một cái cục rọi nha bác. Cục rọi này là cục rọi thép không rỉ nha bác. Đây, thép không rỉ rất là sáng đẹp nhá. À, cục rọi này thì nặng được cục này nặng được 400g nha bác. Đó, cục này nặng 400g. Đó, mấy bác làm xây này, bác làm xây dựng xây nhà thì có thể sử dụng để lấy đường thẳng để xây tường nhà cho nó thẳng nhá. Đó, một cái cục rọi hàng của Nhật nha bác, hàng chuẩn Nhật nhá. Đó, thép không rỉ. Nặng 400g nha bác. G42 là 140.000. G42 140.000. Mã số G43 cũng là một cục rọi nha bác. G43 cục này thì là cục rọi loại nhỏ này của hãng Yamaguchi nha bác. Đó, đây, hãng Yamaguchi này, có logo hình con gà trống này. Đó, đây, made in Japan này. Đó. Này quay thì nó khó nhìn nha bác. Đó, nhìn thấy chữ made in Japan này. Đó. Cục rọi này cũng là quả Nhật hay chuẩn Nhật luôn á. Cục này thì nặng được cục này nặng được khoảng tầm 1 lạng 8 nha bác, khoảng 180g. Đó, nặng được khoảng tầm 180g, còn rất là đẹp. G43 cục này là 100.000. G43 100. Mã số G44. G44 là một cái cây mỏ LED nha bác. Cây mỏ LED này thì của hãng Evalu nha bác, Evalu này. Đó, có dấu nội địa Nhật đây. Cây này thì dài được chiều dài của nó là được khoảng tầm 21,5 cm nha bác. 21,5. Cây này thì người ta có xài lướt rồi nha bác. Đó, người ta có xài lướt rồi nhưng mà miệng còn khá đẹp này. Đó, nó hơi tè một xíu thôi này. Đó, người ta sử dụng có khi 1-2 lần rồi người ta không dùng nữa đây bác. Đó. Phần miệng của nó thì có thể mở rộng được tối đa là 2,5 cm nhá. Đó, 2,5 cm. Đó, hàng xài lướt nha bác. Hàng xài lướt, hàng nội địa Nhật. Còn rất là đẹp luôn nhá, của hãng Evalu. G44 cái này là 120. Mã số G45. G45 hôm nay thì vẫn còn một số cái cây mỏ LED nha bác. Đó, một số cây mỏ LED của hãng Super này. Đó, cũng hàng mới chưa xài, size 150mm. Đó, Super Tool này. Super Tool sử dụng thép là chất thép là chrome vanadium. Đó, cái này cũng hàng nội địa Nhật nhá. Hàng mới chưa xài nhá bác, size 150. Đó, size nhỏ này. G45 này 90.000 một cây nhá bác. G45 90.000 cây, còn 3 cây nữa nhá bác. Đây còn 3 cây. G45 90.000 cây. Mã số G46 là một cái cây mỏ nết răng nha bác. Cây này là của hãng ARM này. Size của nó là size 200 và nó dài được 20 cm nhá. Có dấu nội địa Nhật này. Đó, mặt bên này có chữ này, made in Japan này. Made in Japan. Dấu nội địa Nhật đầy đủ. Đây, còn sử dụng tốt nhá. Đó, ốc vặn rất là trơn. Cây này thì răng còn rất là đẹp nha bác. Đây, răng chưa có bị cấn dập hay là chảy trượt gì cả. Răng trên răng dưới này, các bác xem kỹ này. Đó, răng còn đều tăm tắp luôn này. Đó, rất là đẹp nhá. Đó, phần răng dưới này lớp sơn mạ nó còn chưa bong chóc luôn này, gần như kiểu như người ta cũng có dùng nhưng mà dùng 1-2 lần người ta không dùng nữa mà nó chưa có chảy gì luôn nhá. Đó. Đó. Đây, có lò xo đẩy sử dụng tốt nha bác. Đây bên trong này lò xo này. Đó, đẩy ra đẩy vào còn sử dụng tốt này. Đó, cái cây 200 này thì nó rất là nhỏ gọn này. Đó, các bác sử dụng trong gia đình thì phù hợp này. Đó, sử dụng gia đình vặn ốc vừa vừa đấy. Đó, size 200, một cây mỏ nết răng của hãng ARM. G46 cái này 170. G46 170. Mã số G47 là một cái khui, cái này là cái khui rượu vang nha bác. Khui rượu vang, hàng này là hàng của hãng Kai nhá. Hãng Kai của Nhật này. Đó, tem mác rồi còn nguyên này, có hướng dẫn sử dụng đây này. Hàng này hàng chưa xài nhá bác. Đấy, này do để bãi va quệt nên là nó có một số cái vết chày nhỏ nhỏ này thôi chứ hàng chưa xài. Đây các bác có thể thấy cái phần mũi khoan, cái phần mũi mà để mở rượu nó còn đang bọc nguyên đây này. Đó, nó có một cái miếng cao su hay miếng nhựa gì đây này. Còn đang bọc lưỡi nhá, chưa sử dụng nha bác. Đó. Một cái khui rượu vang của hãng Kai.
Đó, của hãng Kai này. G47 cái này là 80.000. G47 80.000. G48 là một cái khui bia nha bác. Khui bia này là khui bia hàng của châu Âu nha bác. Đó. Hàng châu Âu này, đây có chữ này. Chữ này người ta đóng nổi nhá. Johnny Walker này. Đó. À, mặt trước thì có cái hình hình người châu Âu đang cầm cái kèn thổi này bác. Đó. Hàng này hàng chuẩn, hàng của châu Âu luôn nhá. Sản xuất năm 1820 này. Đó, 1820. Không rỉ nha bác. Rất là cứng cáp dày dặn luôn. Các bác có mua về sử dụng hoặc sưu tầm cũng được này. Hàng châu Âu thì cũng rất là hiếm mà gặp được cái cây khui bia như này. Cây khui bia này thì dài được khoảng tầm 14,5 nha bác. 14,5. G48 cái này 100.000. G49 là một G49 một cái cây cây cần một cái cây khóa 8 số nha bác. Đó, gọi là cây khóa 8 số. Cây này của hãng Yamashiro. Chiều dài của cây này thì được 25 cm nha bác. Và 25 cm và nó có 4 đầu mở khóa to này. Này là mở khóa lục giác nha bác. Đó, mở khóa lục giác. Và từ mở từ là 14 này, 17, 19 và 21 này. 4 đầu to là 14, 17, 19, 21. Và 4 đầu nhỏ của nó thì mở được 10 này, 12, 13, 8, 10, 12, 13 nha bác. Đó, đầu nhỏ là 8, 10 và 12, 13. Đó, một cái cây khóa 8 số nhá, của hãng Yamashiro. Đó, còn rất là mới luôn nhá. G49 là 220.000. G50 là một cái cây kìm rút ri ve của hãng Kawasaki. Đó. À, tên hãng Kawasaki này, Japan này. Cây kìm rút ri ve này thì chiều dài của nó được 25 cm nha bác. Và nó có 4 đầu ri ve này. Đầu trên cùng của nó là đầu 3.2 này. Đầu 3.2 và một đầu là 2.4 này, 4.0 và 4.8 nha bác. Đó, 3.2, 2.4, 4.0 và 4.8. Đó, lò xo rồi chốt gài đầy đủ, sử dụng tốt nhá. Đó, sử dụng tốt nha bác, không có bị lỗi hay hư hại gì đâu. Đây thì người ta tặng kèm cho một cái chìa nhỏ đây để các bác mở các cái đầu này nhá. Đó, các bác có vặn các cái đầu này ra thì sử dụng cái chìa này này. Tay cầm của nó là phần tay cầm là cao su nha bác, đó, cao su. Đó, một cây kìm rút đi về lớp sơn mạ rất là đẹp, chưa bong chóc gì cả. G50 cái này 150.000. G51 là một cái cây kìm bấm chết nha bác. Cây kìm bấm chết này là của hãng Vyrip nhá. Nó có tên hãng Vyrip đóng chìm nha bác. Đó, tên hãng Vyrip đóng chìm trên cán này. Chiều dài của cây kìm này là được 23 cm nha bác. Dài 23 cm. À, cây này sử dụng chất thép là thép CRV này. Nó thép cũng rất là cứng cáp nhá. Đây, răng lợi thì chưa có chảy trượt gì này, răng lợi đẹp nguyên. Nó còn đều tăm tắp này. Răng thì gần như chưa sử dụng nha bác. Chưa có cấn dập hay chảy gì nhá. Đó. Đó, kẹp khít này. Cái này kẹp cũng khá chắc chắn này bác. Đó, của hãng Vyrip. Có tên hãng Vyrip người ta đóng ở hai mặt luôn này. Mặt sau này có tên hãng Vyrip luôn. G51 cái này là 250.000. G51 là 250.000. G52 là một cái cây kìm mỏ quạ của hãng Hit nha bác. À, cây này có tên hãng Hit này. Có dấu nội địa Nhật nha bác. Made in Japan này, Made in Japan. Dòng sản phẩm là GPL250V này. Chiều dài của cây này là được 25 cm nha bác. Cây này dài 25 cm. Và cây này thì gần như là hàng mới chưa sử dụng này. Đó, răng lợi đẹp nguyên này. Răng chưa có bị chảy trượt gì nhá bác. Đấy, các bác có thể thấy này. Đó, răng còn đẹp nhá. Đó, và cái này thì miệng của nó có thể mở rất là rộng được này. Đó, kìm mỏ quạ thì các bác sử dụng trong gia đình để mở ốc bình ga nhá. Đó, chuyên mở ốc bình ga. Nó lớp xi mạ mới nguyên này, chưa bong chóc gì cả. Cán thì cũng còn khá là đẹp này, liền lạc. Đó. Đó, cái này gần như hàng mới rồi bác. G52 là 180.000. Mã số G53 là một cái cây kìm điện của hãng Fujiya nha bác, một cây kìm điện kìm đa năng. Đây cây này có tên hãng Fujiya Japan này. Đó. Chiều dài của cây kìm này thì được 21,5 cm nha bác, 21,5. Cây này thì răng lợi cũng đẹp này, chưa có bị cấn dập hay chảy trượt gì. Đó, các bác có thể thấy răng đẹp nhá. Và cây này là cây kìm đa năng này.
Nó có một lỗ để kẹp đinh kẹp ốc vít ở trên phần đầu này, lưỡi cắt dây điện này. Lưỡi này thì các bác sử dụng cắt dây điện hoặc dây kẽm bonsai cũng được nhá. Đó, và có một lỗ bấm cốt nha bác. Và 5 lỗ tuốt dây điện. Đó, một cây kìm rất là nhiều chức năng nhá. Đó, vừa cắt dây điện rồi tuốt dây điện này, bấm cốt này. Đó, có lỗ kẹp đinh nhất này. Và chất thép của nó là thép CRV nha bác, thép CRV. G53 cái này 180.000. Mã số G54 là một cái cây kìm điện của hãng Kinh TTC nha bác. Đó, cái này của hãng Kinh TTC, cái này dòng sản phẩm là CP-150 này. Cũng hàng nội địa Nhật nha bác, có dấu nội địa này. Chiều dài của cây này là được 16cm nha bác, 16cm. Đây, răng lợi đẹp nhá. Đó, răng cũng chưa có cấn dập gì cả. Răng lợi đẹp. Răng lợi đẹp này. Và lưỡi cắt cũng đẹp nha bác, lưỡi cắt khít nguyên này, không có hở sáng một tí nào luôn nhá. Đó, lưỡi cắt đẹp. Phần tay cầm bọc một lớp cao su cũng còn liền lạc này, không có rách rưới gì cả. Cây này cũng còn khá là mới nhá. G54 là 140.000. G55 là một cái cây kìm nguội của hãng Fujiza nha bác. Đó, có tên hãng Fujiza, có logo hình chữ A giống mũi tên này. Dòng sản phẩm là NO1050, có dấu nội địa Nhật đấy nha bác. Đó, cũng hàng nội địa Nhật. Chiều dài của cây kìm nguội này được 18,5cm nha bác. 18,5. Đây, răng lợi cũng đẹp nhá. Cũng chưa chảy gì nhá. Đó, răng lợi đẹp này. Lưỡi cắt khít nha bác. Đó, lưỡi cắt cũng khít này. Không hở sáng nhá. Một cây kìm nguội của hãng Fujiza, hàng nội địa Nhật. G55, cái này 140.000. G56 là một cái cây liềm phát nha bác. Chiều dài lưỡi sử dụng của nó thì được khoảng tầm 21 nha bác. Bản lưỡi rộng là 4cm. Độ dày lưỡi của nó thì nó dày được 5 ni rưỡi nha bác. Dày 5 ni rưỡi. Và lưỡi của nó là lưỡi hai mặt nha bác. Lưỡi hai mặt này. Đó. Lưỡi rất là sắc bén nha bác. Đó, lưỡi sắc bén. Cây này thì các bác có thể sử dụng đi rừng đi rẫy này. Đó, đi rừng đi rẫy rồi chặt phát cành này. Đó, chặt phát cành. Vừa phát vừa chặt được nha bác, và có một lưỡi móc được này, vừa phát chặt rồi móc này. Đó, cái này thì người ta tháo mất cán rồi, và cán người ta có khoan sẵn lỗ rồi, các bác về chêm cán và sử dụng nhá. Đó, đi rừng đi rẫy thì phát cành rất là tốt. G56 là 250.000. Mã số G57 là một con dao chặt của Đức nha bác. Con này chiều dài lưỡi thì được 18 nha bác, 18cm, bản lưỡi rộng là 9,5. Độ dày lưỡi thì dày được độ dày lưỡi dày 4 ni rưỡi nha bác. Dày 4 ni rưỡi. Đây, có tên hãng Willing này, Germany. Có hình hai hình người luôn này. Đó. Bề mặt lưỡi đẹp, sáng đẹp nhá. Đó. Khâu và lưỡi đúc liền nha bác. À, cái này đúc liền từ trên lưỡi xuống cán luôn á. Đó, đúc liền từ lưỡi xuống đuôi cán luôn. Con này thì nó nặng được 800 g nha bác. 800 g, các bác sử dụng chặt xương được này. Chặt xương. G57 cái này 400.000. Mã số G58 là một con dao đi rừng nha bác. Chiều dài lưỡi sử dụng con này 13,7cm. Bản lưỡi rộng là 6,5. Và độ dày lưỡi của nó thì nó dày được khoảng tầm 7 ni rưỡi nha bác. Nó cũng khá dày, dày 7 ni rưỡi. Lưỡi mài hai mặt 3 lớp thép nhá. Cái này thì bề mặt lưỡi còn khá đẹp này. Và bề mặt lưỡi thì nó không có chữ nha bác, mà nó cũng là hàng rèn thủ công của Nhật nha bác. Hàng rèn thủ công của Nhật, 3 lớp thép. Đó, càn gỗ đẹp chắc chắn này. Con này thì nó nặng tổng thể cả cán là được 800g nha bác. Đó, nặng cả cán vào lưỡi là 800g. G58 là 300.000. Mã số G59 cũng là một con dao đi rừng nha bác. Chiều dài lưỡi sử dụng con này là được khoảng tầm 18,2cm. Bản lưỡi thì rộng được 4,8. Độ dày lưỡi là dày độ dày lưỡi nó dày là được 6 ni rưỡi nha bác. Nó dày 6 ni rưỡi. Và con này thì lưỡi mài một mặt nhá. Đó, lưỡi một mặt hai lớp thép này. Đây, bề mặt lưỡi còn đẹp đấy các bác, còn khá đẹp luôn này. Đó, mặt sau này nhìn rõ hai lớp thép ghép đây nha bác. Có rãnh tản lực này. Đó, có rãnh tản lực. Con này thì có chữ đóng chìm rất là nhiều trên bề mặt lưỡi này. Chữ người ta khắc chìm này. Đó, cũng là hàng rèn thủ công, hai lớp thép.
Cán gỗ còn chắc chắn nha bác. Cái này thì phần cán nó bị rẽ một cái vết ở đây. Nhưng mà người ta có đổ keo lại cho nó chắc chắn rồi nha bác. Nên các bác về sử dụng thôi, không có ảnh hưởng gì đâu. Đây, cán chắc chắn này. Đó, chắc chắn nha bác, không có rơ lắc gì đâu nha. Đó. Một con dao đi rừng G59 này là 350.000. Mã số G60. G60 một cái con dao nhỏ này. Con này tổng chiều dài cả cán là được 21 cm. Khoảng 21 nha bác. Và chiều dài lưỡi sử dụng thì được khoảng tầm 8,7 nha bác. Bản lưỡi thì rộng được là 2,2. Và độ dày lưỡi thì dày khoảng 3 ly nha bác. Đó, dày 3 ly. Con này có chữ trên bề mặt lưỡi này. Makuta Made in Japan này. Đó, bề mặt lưỡi có những cái đường vân rất là đẹp nhá. Hai mặt đều có vân rất là đẹp nhá. Lưỡi sắc bén này. Đó, đây có cái khâu cũng rất đẹp luôn. Và cái này cán của nó là cán nhựa giả sừng nha bác. Đó, các bác lưu ý nhá, cái này là cán nhựa giả sừng chứ không phải là cán sừng đâu. Đó, cán nhựa giả sừng mà nó sần sùi nên như kiểu da cóc này, rất là đẹp nhá. Đó, và lưỡi dao thì có một cái bọc bằng da đây. Bọc da có quai đeo này. Đó, bọc da thì đẹp nguyên, không có rách dưới gì đâu. Đó, bọc da này thì nó vừa đẹp mà có thể bảo vệ được lưỡi dao nha bác. Đó, bảo vệ lưỡi dao. G60, cái này là 250.000. G60 250.000. Thì hôm nay em lên 60 mã hàng đồ nghề Nhật bãi nha bác. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau ạ.